sao con nuốt của người ta màu xanh mà của em nó trắng tư vậy đây? Cuối cùng thì em cũng mua được con nuốt Huế rồi mấy chị. Có xanh miếng gì đâu trắng tư à, thấy không? Ta bỏ cho ớt vô. Cái trái này là lần đầu tiên em thấy và cậu bậy vậy, thấy nhiều rồi chứ thấy trên tivi đó. Không, lần đầu tiên cầm tận tay sờ. Lần đầu tiên được sờ tận tay, nhìn tận mắt. Nha. Với một cái hũ mắm ruốc như vậy, gọi là ruốc Huế gì đó, là một cái phần như vậy là 100 cành nha mọi người. Trời đất ơi, thiệt chứ cái bà bán mắm, cái bà bán ấy, bà cho mắm ruốc mà bà cho như vậy nè mấy chị. Buồn bả 5 giây. Rồi, để đi rửa rau rồi em xử coi cái này nó như thế nào nha. Cái đoạn này mà nhìn thoáng qua tưởng đâu là dừa nước không luôn á mấy chị. Chà. Cũng khá là dẻo dai đó nha mọi người, nhưng mà không có màu xanh. Cái con em mua là màu trắng. Và tụi nó cũng không có cái giò nào luôn. Ủa? Sao mấy bà bán cắt giò tụi nó hết rồi mấy chị? Không có cái giò nào hết trơn, cái con này thì nó mềm hơn nè. Trời đất ơi, mà đều nó lạnh dữ lắm. Đây. Cũng được một ít như thế này. Ê, có con này hơi xanh đấy bà thấy không? Chắc cái này nó chỉ có nửa con thôi hay sao? Con này cái cục gì vậy? Thấy cũng rất là dễ thương. Cái trái vả này nó còn tươi mấy chị, em bào ra là còn mủ luôn á. Thấy người ta ăn nào có thêm chuối chát rồi khế nữa mà em không có, thôi em làm đơn đơn vậy thôi nha mấy bà. Rồi bây giờ để em ăn thử nha mấy chị. Đây là lần đầu tiên em ăn con, em hơi nhát á mọi người. Mà thấy mọi người review cái con này quá nên em cũng tò mò quá. Mấy bà mốt bớt bà bài lại giùm tôi đi, mấy bà bài quá, nó trong suốt nhìn cũng rất là đã mấy chị ha. Mấy cái con của em sao không có cái giò nào giáo á, không có miếng giò nào chứ. Sao mấy bà có giò đồ ngon à, hình như cái con này bị người ta cắt ra hay gì mấy chị. Có màu mè gì hết, sao của mấy bà có màu đồ ngon quá hả? Ê, được một con. Được cái con này là màu hơi hơi nè mấy chị thấy không? Trời ơi, thầy không thấy luôn. Thôi kệ đi. Giờ ăn, quá cái bà mắm vuốt, bà cho mắm, cái bà bán bà cho miếng mắm vuốt thì thấy tôi tức cái nách ghê á. Thiệt chứ. Cũng được, hơi mặn nè. Hơi mặn một tí. Không dám ăn nữa chị. Nó giống giống thạch dừa. Nó tự tự thạch dừa mấy chị. Tự tự. Cái độ sực sực dai dai nó tự tự thạch dừa. Nên mà em sẽ bấm bụng. Em sẽ bấm bụng em ăn cho mấy bà coi. Mấy món có thể nào mình đừng có bài cái món này, mấy cái món lạ lạ mà chưa có chín vậy thì có thể nào bớt, đừng có bài đâu mấy chị. Em là cái đứa nhát, em không dám ăn đồ sống. Mấy bà thấy cái kênh em hiếm khi nào em ăn đồ sống dữ lắm, không có luôn á. Nè nha. Ở đây nhiều vô chút. Rồi để vô đây. Gạt thêm miếng nữa đi. Rồi mà mấy chị nha. Rồi ngon cỡ nào mà mấy bà khen dữ vậy. Rồi từ ráng ráng. Không là làm được. Nhai ngoài nước không được. Mệt. Con này nó không có vị gì hết. Nó không có mùi. Nó lạnh lạnh, mềm mềm, dai dai giống như thịt dừa. Nhưng mà không có ngọt như thịt dừa thôi. Còn cái mắm này em mặn quá, ăn vô thì chỉ nghe mùi rau thôi mấy chị. Vẫn chưa cảm được cái độ ngon của cái món này. Để em pha cái nước chấm lại, đợi chút xíu nha.
tức quá. Không, em nghĩ chắc là do em là khẩu vị hơi ngọt á mấy chị, cho nên là cái mắm này Huế vòng thì người ta sẽ là thiên về chua, lộn, thiên về mặn. Em sẽ dứt thêm cục mắm ruốc của xứ sở quê hương em nha mọi người. Này ít mắm quá, để em dứt thêm cục mắm ruốc của em vô. Thì bây giờ ít mắm quá, ta ăn thấy ngon quá mà mình sao kỳ vậy ta. Cái món này không em rồi mấy bà ơi, vẫn thấy nó còn thiếu cái gì đó, chắc phải đâm tỏi ớt quá mấy chị ơi. Thôi đợi xíu đâm tỏi ớt nữa mới cay mới đã, thấy không cay có vẻ là nó không có hấp dẫn. Này có xài đồ chấm vô mẹ rồi. Rồi cay rồi đó, cay rồi. Vô lại mấy chị ơi, lại nha. Bây giờ em lấy ít rau thôi, để nãy ăn thấy rau không hả. Rồi bây giờ em sẽ cho cái con này lên. Cái mỏng mỏng vậy đi ha. Quết miếng mắm vuốt vô nè. Giờ để vô đây nè. Rồi vô lại lần nữa nha. Cô lên. Đâu để em ăn không cái con này với mắm vuốt không coi sao. Cái này quan điểm cá nhân nha mấy chị, cái này nó không có hợp khẩu vị với em. Chắc một phần là do em không có gan. Do là em ăn nhưng mà em cứ có cảm giác là rén á mọi người. Là do là em ăn cái gì mà nó chưa có chín á thì em hơi sợ một chút. Hoặc cũng có thể là do cái mắm ruốc mà người ta cho em nó không có ngon giống như của mấy bà mà đã từng review. Hoặc cũng có thể là do em bị thiếu gì khế với chua chát đồ các thứ, là nó chưa đủ nguyên liệu hay sao á không biết. Nhưng mà em cảm giác là mọi người ăn rất là ngon, còn em thì cái này thì cái mùi thì đúng là nó không có tanh mọi người, ăn nó dai sực, nó giòn sực giống như là thạch dừa vậy đó. Cái mùi thì nó có, khi mà ăn á thì cảm giác cái vị hơi biển một chút. Cũng không giống hơi biển, nhưng mà nó là không có phải là vị tanh của cá đâu, không phải là vị tanh. Mà em hơi rén, em ăn mà em hơi rén cho nên là cũng không có cảm được cái độ ngon của nó. Rồi, duyên cái món nào chứ cái món này thôi mấy bà, hoan hỷ cho em đi. Không có thẩm được cái độ ngon của cái món này mấy bà ơi. Quá, con này thật sự rất là đã luôn mọi người. Núng na, núng đính, rất là thấy thương luôn. Rồi còn mớ này làm sao ta, để đem vô nhà kêu người nhà hỗ trợ. Thôi, bye bye nha.